Kính thưa ông bà mục sư quản nhiệm, ông bà mục sư nhiệm chức, cô truyền đạo phụ tá, ban nhắc sự cùng bà lễ quý tín phụ trong hội thánh. Thay mặt ban kính nghi, con kính những lời chúc tết đến quý hội thánh. Kính chúc quý ông bà, cô bác, anh chị một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, tràn đầy ơn phước Chúa. Ban kính nghi kính gửi đến quý hội thánh câu kinh thánh ca thương đoạn 3 câu 23. Mỗi buổi sáng thì lại lớn nói luôn, sự hành tính ngày lớn lắm. Chúng con xin Chúa ngày ban ơn phước cho quý hội thánh, vì Ngài là đấng hành tính sẽ luôn chăm sóc con cái Ngài. Ban kính nghi chúng con xin dâng lên Chúa bài hát xuân an lành. Chúng mong quý hội thánh cùng đồng lòng tôn vinh Chúa với chúng con.